Chào các bác nhá. Hân hạnh chào đón các bác đã quay lại với YouTube của bên Tân Ánh, Tân Ánh Bắc Giang các bác nhá. Bên nhà em đến rất là nhiều những phụ kiện tổng hợp đồ chơi bảo hộ bắt ong, đồ nuôi ong phục vụ các bác. Thì hôm nay là em lên cho các bác một cái mẫu phụ kiện là khá là độc lạ để cho các bác đam mê chơi. Cái này một số các bác đam mê chơi cái môn đặc biệt thì sẽ biết cái món này. Thì đây gọi là cái bơm cao áp máy mini chạy điện 12V. Mà có thể chạy được điện 220V khi các bác dùng qua cái cục đổi nguồn này. Thì hôm nay em giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bác về cái mẫu này thì mời các bác cùng theo dõi nhé. Đây là một cái mẫu bơm cao áp, gọi là bơm cao áp mini các bác nhé. Đây là thân bơm này. Cái phụ kiện cái bộ này bao gồm những phụ kiện em giới thiệu luôn này. Đây là thân bơm này. Đấy, thân bơm chính các bác nhé. Đồng hồ đo nhiệt, tay sách này, công tắc mở này. Đấy, công tắc mở nguồn chính này, quạt làm mát. Đối với cái mẫu này thì sẽ làm mát bằng quạt các bác nhé, không làm mát bằng nước. Dây điện vào này, rắc điện cắm vào ấy. Đấy, cái đầu dây hơi ra, đầu hơi ra thì làm theo kiểu như là van nạp như này. Thì khi các bác bơm thì các bác sẽ kết hợp với cái dây bơm này thì sẽ có hai đầu bơm. Đầu bơm này thì bắt vào đây. Đấy, bắt luôn nhé, để sau thử này. Đấy, các bác bắt luôn vào đây thì cái đầu còn lại thì các bác sẽ bắt vào van nạp ở trên bình nhé. Đấy, thế còn là cái chỗ này là chỗ cắm điện này, thì điện vào thì có hai nguồn điện, một là điện 220V thì các bác phải dùng qua cái cục đổi nguồn. Cái cục đổi nguồn này vẫn có rắc cắm giống như này thôi, rắc cắm giống như này. Hai nữa là các bác dùng qua điện bình ắc quy. Bình ắc quy sẽ cho các bác một cái kẹp như này, các kẹp bình như này nhá. Cái dây cắm đây này, rắc cắm đây thì này là có chiều của nó này, có chiều tròn mới cắm vào được. Các bác cắm đúng chiều mới vào được nhé, nó không đúng chiều sẽ không vào được. Các bác yên tâm là về âm dương là sẽ không bao giờ bị ngược. Đấy, cắm vào đây. Ở phía bên này ấy, là con ốc này, ốc xả hơi này, ốc xả hơi. Vị trí này là vị trí ốc chống nổ nhé, ốc chống nổ. Còn đồng hồ đây, đồng hồ đo áp sẽ là trên này. Đồng hồ đo nhiệt, cái này tất cả hoạt động. Đồng hồ đo nhiệt này hoạt động khi là mình cắm điện vào thì hoạt động, còn chưa có điện vào thì đồng hồ đo nhiệt này sẽ chưa hoạt động các bác nhé. Đó là đồng hồ đo nhiệt điện tử. Đấy. Cái phụ kiện đi theo thì sẽ có cho các bác một cái gói bông độc ẩm để các bác thay thế cho cái phụ độc ẩm to này nhé. Và gói phụ kiện, gói phụ kiện này thì sẽ có là cái đầu đặc để các bác chốt để các bác thử này, đầu đặc này này. Và ngoài ra thì có nong đen chống nổ này, nong đen nhựa và cái nong đen đặc biệt này sẽ dùng ở phía trong của cái máy nhé. Thế cái này em sẽ chốt cái cục này vào để em thử nhé. Đấy, chốt để thử này. Thì trước khi thử thì chúng ta sẽ siết chặt tất cả những cái mối dây này vào này. Đấy, để cho nó không bị xì hơi thì sẽ thử được nhé. Siết chặt lại tất cả các mối đầu bơm lại rồi. Cái này em chưa siết, em siết thêm cái này nữa nhé. Cái này thì bơm cao áp nó giống như là bơm tay hay là bơm qua máy kia thôi. Thì tất cả các vị trí hơi, các vị trí khớp nối đều phải chặt, không được xì hơi thì chúng ta mới tiến hành bơm được. Rồi, em bắt dây bơm vào rồi nhé, bắt dây bơm vào rồi. Đây, thử đây. Đây là tiến hành kẹp điện này. Đây, em dùng cái này là dùng cái bình ô tô. Các bác nhớ màu đỏ thì phải kẹp sang bên cộng này. Đấy, màu đỏ sang cộng, màu đen là kẹp sang bên trừ. Đấy, khi các bác kẹp vào một cái đây em xem nào. Đấy, rồi nếu mà mình chưa bật công tắc nguồn, chưa bật công tắc nguồn nên thì chỉ có lên đồng hồ đo nhiệt thôi nhá. Lên đồng hồ đo nhiệt đây là báo 28,8 độ này. Đấy, và cái quạt thông gió nó sẽ chạy này, quạt thông gió nó chạy luôn nhá. Rồi khi nào mình bật công tắc nguồn thì là cái bơm nó sẽ nén. Đấy, bây giờ sẽ bật công tắc nguồn này thì cái bơm nó sẽ nén cho các bác nhé. Những bác nhìn này, công tắc nguồn này nó sẽ nén này. Các bác siết chặt cái ốc này vào, cái ốc xả vào nhé. Đây, bật lại này. Đấy, đang nén hơi đấy. Đồng hồ đang lên này. Đó, đồng hồ lên 100 cân rồi đấy. Rồi, đồng hồ lên đến 200 cân rồi các bác nhá.
Đấy, cái này nén hơi khá là khỏe, nhanh. Các bác muốn lấy dây ra các bác xả ốc này nhá, ốc hơi này. Đấy, xả ốc hơi này. Và cái này thì khi nào các bác mà bỏ nguồn điện ra, bỏ nguồn điện ra thì là cái quạt thông gió nó sẽ tắt, quạt làm mát nó sẽ tắt. Còn các bác kẹp mà điện vào cái nào quạt thông gió sẽ chạy luôn nhá. Đấy, kẹp vào nó sẽ chạy luôn đấy. Đây, cái này thì em thử lại cho các bác xem này. À, cái này nó nhún rất là từ từ, xịt thôi, nhưng mà nó lên hơi khá là khỏe. Thì bây giờ mình thử như này, là mình thử nguyên một trong cái cốc test áp này, trong cái đầu đầu ẩm này này, em thử lại nhé. À, nguyên đầu ẩm này kẹp vào cái này. À, đồng hồ đo nhiệt lên là quạt thông gió chạy nhá, quạt thông gió chạy này. À, xoáy ốc này vào, bật công tắc nguồn này. Đang bơm ra cái cục này, đang bơm vào đây. Đó, cái nén từ đó, từ nó lên đấy. 200 rồi này. Đấy, trên 200, 250. Đấy các bác nhé. Rồi. Thả ra thì tất cả khi cái đồng hồ đo nhiệt này nó chỉ hoạt động khi mà các bác kẹp điện thôi, còn các bác tháo điện ra thì nó sẽ không hoạt động nữa nhá. Thì đây là cơ bản và cái bơm điện mini 12V. Cái đấy là mình dùng bằng điện điện bình nhé. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái điện áp điện nguồn này, bằng cái cục nguồn này các bác nhé. Các bác dùng điện 220V đấy, thì các bác cắm cái cục chuyển nguồn này vào này. À, dây chuyển nguồn này bác cắm theo đúng chiều của nó. Sau đó các bác cắm điện lưới vào đây, cắm vào điện lưới nhé, điện 220 ấy. Đó, thì nó sẽ chuyển từ điện 220V này sang cái điện 12V và để cho cái máy này chạy được nhé. Tương tự như vậy, lại bật là sẽ thử luôn, sẽ chạy luôn. Đó, tiếp tục bơm không? Kim lại lên các bác ơi. Rồi em chỉ cho lên 100 cân thôi. Đó. Đây. Rồi, rất là tiện lợi nha các bác nhá. Có thể dùng cả điện 12V và điện 220V. Thì cái bộ này thì bên em sẽ có tặng cho các bác cái cục chuyển nguồn luôn như này. Thì các bác sẽ dùng điện 220V này. Rồi. À, cái bơm máy này thì em sẽ báo giá luôn cho các bác nhá. Và giá luôn cho các bác, cái bơm máy này là bên em đang bán với cái giá là 3.600.000 các bác nhá. 3.600.000 bao gồm đầy đủ tất cả các phụ kiện như này và bao cả phí ship cho các bác luôn. À, bao cả phí ship cho các bác luôn nhá. Hàng ship về tận nhà cho các bác xem và kiểm tra. Đấy, 3.600.000. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá. Nhưng các bác lưu ý kỹ này. À, cái hàng này thì mua hàng thì các bác phải đặt cọc nhá. Đặt cọc cái tiền trách nhiệm là 200.000 thì em mới gửi. Đấy, tùy từng mặt hàng thôi. Riêng cái bơm này thì em yêu cầu đặt tiền trách nhiệm là 200.000 nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé.